Chào mừng quý bà con đến kênh video của điện máy Cường Linh. Thì nay chúng tôi tiếp tục bàn giao máy sới đất chạy xăng trâu vàng, máy làm đất đa năng trâu vàng cho khách. Thì đây thì khách sẽ lấy cái bộ sới này, bộ sới có kèm thêm bộ cân bằng, hai thêm hai cái bánh cân bằng ở đây. Đấy, bộ sới hai bộ cân bằng. Thì cái này là kèm theo máy này. Đấy, một máy cơ bản của nó sẽ có bánh lốp, bộ sới và có một bộ bánh cân bằng. Còn khách thì lấy thêm bộ đánh cỏ. Đây là cái bộ đánh cỏ. Đấy, vâng, cái này đánh cỏ chứ. Đây là bộ đánh cỏ và thêm một cái lên luống ở đây. Đấy là khách lấy thêm. Còn máy cộng với bộ bánh lốp và bộ phay như này có cân bằng là 12,8 triệu. Bánh lốp, thì nó là lốp có xăm. Còn ở đây là máy. Đây là cái lên luống. Vâng. Máy trâu vàng đây, một cái kép G4 chạy xăng 4 thi giật nổ. Xung quanh đây là cái này là cái le gió. Hàng chính hãng trâu vàng. Chúng ta sẽ có nắp xăng ở đây. Đấy, chạy xăng riêng, nhớt riêng. Nhớt đổ cho em. Nhớt thì đổ dưới này, ở phía phía bên kia, đây, đây là đổ dầu cầu, còn đây là đổ nhất máy, đấy nó sẽ có hai loại như thế. Nhất này là nhất số à? Vâng, cái này là dầu cầu. Dầu cầu. Và còn ở đây là chúng ta sẽ nhất nhất động cơ, nhất máy ở đây. Máy thì nó là máy giảm xóc, nó sẽ có bộ giảm dần ở đây. Cái đấy là cái chắn bùn. Đây nó sẽ có giảm giật ở đây. Đấy, vào cái chân chống làm sao. Bên tên này thì chú đổ luôn giúp cháu cái. Chú đổ luôn giúp cháu cái. Xăng. Bên này là cái lọc gió này. Đấy, lọc gió nó được đưa cao lên, hạn chế bụi nó bay vào lốc máy. Và chúng ta sẽ có cái công tắc đóng mở ở đây. Đấy, ga thì nó sẽ nằm bên phải. Vâng, nó không có số đâu. Số thì chạy bằng dây cu loa rồi. Còn cái này nó dùng côn văng trực tiếp nó khỏe hơn, lại bền hơn. Ồ, đem một chai này mà gần đầy 2 lít. Gần đầy luôn. Đấy, chú thử giật đây giúp cháu. Cơm thật lạ đéo cái máy này chạy rồi. Chú chào cháu các video à. Chú tắt máy giật lại giúp cháu cái chú. Tắt máy giật lại. Cho ông quay phim. Không, cái này dày dặn quá. Chú đẩy cái này vào một tí này. Rồi. Đấy, sau khi giật nổ rồi là mình kéo cái này ra. Cái này là cái le gió chứ kiểu cái xe máy mình ấy. Vâng, đẩy vào kéo ra thôi. Cứ như ga từ từ nó chạy rồi. Sử dụng ga trực tiếp. Máy xăng mà. Đây ga đấy. Rất là gọn nhẹ. Ga là chạy thôi. Cái này nó không có cấp nối à? Dạ. Này. Không, cái này nó như thế rồi đấy. Vâng, nếu mình muốn rộng ra thì mình mua thêm cái bộ tăng chiều rộng ra nữa, là thêm được một khớp nữa. Cái khớp nối đấy là để mình lắp cân bằng đấy rồi. Ở đây đánh cỏ. Này là đỡ sức kéo của nhà nông. Bà con đến xem rất là đông.